Đây là một quả trứng ong. Trứng nở thành một ấu trùng. Ấu trùng bơi trong một dịch lỏng, đó chính là thức ăn mà chúng được phân phát. Sau đó, đầu và chân của chúng bắt đầu biến đổi thành nhộng. Bên trong nhộng, các mô được tổ chức lại. Cuối cùng, ông trưởng thành thoát ra khỏi nhộng.